Nguyên tắc để thành công. Tập 1. Tiếng gọi phiêu lưu. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy để tôi chỉ ra một thực tế rằng tôi không biết nhiều về những gì tôi cần biết. Bất cứ thành công nào tôi có trong cuộc sống đều có liên quan nhiều đến cách mà tôi đã ứng phó với việc tôi không biết. Nghe có vẻ quá tự phụ khi tôi đang khuyên người khác cần phải làm những việc gì. Nhưng tôi vẫn sẽ nói, bởi vì tôi tin rằng những nguyên tắc đã giúp tôi thành công cũng có thể giúp người khác đạt được mục tiêu của riêng họ. Những gì bạn chọn để làm với những nguyên tắc này là tùy thuộc vào bạn. Bạn phải là một người có suy nghĩ độc lập, bởi vì chỉ có bạn mới có thể phát triển các nguyên tắc của riêng bạn dựa trên các giá trị của riêng bạn. Điều này đưa chúng ta đến nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất của tôi, đó là bạn cần phải tự suy nghĩ về những gì là đúng đắn. Vậy hãy bắt đầu nào. Ngay từ sớm, tôi đã phát hiện ra mình cần phải có những nguyên tắc. Nguyên tắc là những cách thông minh để xử lý những việc xảy ra lặp đi lặp lại trong những tình huống tương tự nhau. Có những nguyên tắc cho mọi thứ xung quanh ta, từ trượt tuyết, nuôi dạy con cái, nấu ăn vân vân. Tôi sẽ chia sẻ một số nguyên tắc sống bao quát và quan trọng nhất của tôi. Những nguyên tắc này sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta tiếp cận mọi thứ chúng ta làm. Tôi đã không bắt đầu với các nguyên tắc. Tôi đã đúc kết được những nguyên tắc này trong suốt thời gian trải nghiệm cuộc sống, chủ yếu là từ việc phạm sai lầm và nhìn nhận lại chúng. Nguyên tắc sống của tôi rất đơn giản và chúng không hoàn chỉnh. Tôi vẫn đang đấu tranh để đưa ra quyết định tốt nhất và tôi vẫn mắc lỗi, đồng thời học các nguyên tắc mới mọi lúc. Đây là sự thật. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã cần phải thoát ra khỏi những định kiến rào cản bao quanh tôi. Điều đó có nghĩa là tôi cần phải tự mình suy nghĩ. Trừ khi bạn muốn có một cuộc sống được định hướng dựa trên quan điểm của người khác, bạn cần tự quyết định những việc cần làm và bạn cần phải có can đảm để thực hiện nó. Nhưng tôi đã không biết điều đó ngay lúc đầu. Tôi chỉ học được điều đó từ chuyến phiêu lưu của mình. Nhìn lại hành trình của chính mình, bây giờ tôi thấy rằng thời gian giống như một dòng sông. Nó đưa chúng ta tới những tình huống trong thực tế. Mỗi tình huống này đều đòi hỏi chúng ta phải đưa ra quyết định. Chúng ta không thể dừng sự di chuyển của dòng sông này. Vì thế, cũng không thể tránh được việc chạm trán các tình huống xảy ra khi đang di chuyển. Chúng ta chỉ có thể tìm cách tiếp cận chúng theo cách tốt nhất có thể. Trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ phải đối mặt với hàng triệu quyết định. Chất lượng của các quyết định đó sẽ định hình chất lượng cuộc sống của bạn sau này. Trong suốt cuộc đời của tôi, những điều quý giá nhất tôi đã học được là kết quả của những sai lầm. Sự đúc kết từ những sai lầm đã giúp tôi hình thành các nguyên tắc. Các nguyên tắc này sẽ giúp tôi không phạm lại sai lầm tương tự một lần nữa. Những nguyên tắc này đã hướng tôi từ một đứa trẻ trung bình ở Long Island trở nên người rất thành công theo những tiêu chuẩn đánh giá hiện tại. Những nguyên tắc này cũng cho tôi những công việc và những mối quan hệ có ý nghĩa. Điều mà tôi đánh giá còn cao hơn cả những thành công thông thường đã đạt được. Mọi người thường hỏi tôi đã thực hiện điều đó như thế nào. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi cũng chỉ là một người bình thường như bạn. Đó chỉ là kết quả của một phương pháp tiếp cận độc đáo với cuộc sống mà tôi tin rằng hầu hết mọi người đều có thể áp dụng được. Hãy bắt đầu từ việc nắm lấy thực tế và đương đầu với nó. Trong tập 2, tôi sẽ giải thích điều đó có nghĩa là gì. Con đường bạn lựa chọn để đi trong cuộc sống là quyết định quan trọng nhất của bạn. Trong trường hợp của tôi muốn cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời. Tôi sợ sự nhàm chán và tầm thường hơn là sợ thất bại. Tôi đã bắt đầu mà không có tiền. Tôi cũng không cần gì nhiều hơn một chiếc giường để ngủ và thức ăn để tồn tại. Tôi có thể hướng những quyết định của tôi để theo đuổi cuộc phiêu lưu của đời mình. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã chạy theo những thứ tôi muốn, bị ngã, đứng dậy, chạy tiếp và lại bị ngã. Mỗi lần gặp nạn, tôi đã học được điều gì đó. Tôi sẽ cải thiện bản thân để trở nên tốt hơn và ít gặp nạn hơn. Bằng cách làm đi làm lại nhiều lần, tôi đã học được cách yêu thích quá trình này. Thậm chí, vì gặp nạn
cũng là một phần trong đó. Qua đó, tôi đối diện với thực tế và tôi đã học được cách đương đầu với nó. Điều này đã truyền cảm hứng cho một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của tôi, đó là sự thật chính là nền tảng thiết yếu để tạo ra kết quả tốt đẹp. Khái niệm về sự thật, tôi không có ý gì hơn cách thế giới đang vận hành. Tôi tin rằng chúng ta đã được ban cho các quy luật của tự nhiên. Con người không tạo ra chúng, nhưng chúng ta có thể sử dụng chúng để thúc đẩy sự tiến hóa của chính chúng ta và đạt được mục tiêu của chúng ta. Nhận ra điều đó đã khiến tôi trở thành một người rất thực tế. Tôi đã trở thành người khám phá ra những phần thưởng tuyệt vời từ sự hiểu biết sâu sắc, từ sự chấp nhận và đương đầu với thực tế như nó vốn có, chứ không phải như tôi mong muốn. Khi tôi nói tôi là một người rất thực tế, đôi khi mọi người hiểu lầm là tôi đang nói rằng giấc mơ không thể trở thành hiện thực. Sự liên tưởng đó là hoàn toàn không đúng. Không theo đuổi ước mơ, cuộc sống thật nhàm chán. Điều tôi muốn nói là trở thành một người siêu thực tế là cách tốt nhất để ai đó lựa chọn ước mơ và đạt được chúng. Dám ước mơ lớn, cộng với nắm bắt thực tế, cộng thêm có nhiều quyết tâm sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống thành công. Tôi tin rằng công thức này đúng với tất cả mọi người. Nhưng một cuộc sống thành công trông như thế nào? Mỗi người chúng ta phải tự xác định với bản thân rằng như thế nào là thành công. Tôi không quan tâm bạn muốn làm chủ vũ trụ hay chỉ muốn sống dưới gốc cây dừa hoặc bất cứ thứ gì khác. Điều đó thực sự không quan trọng. Mỗi người trong chúng ta phải chọn ra mục tiêu dựa trên các giá trị riêng của mỗi người và quyết định con đường nào tốt nhất để đạt được chúng. Nhưng chúng ta cần có phương pháp tiếp cận tốt để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, đặc biệt là khi phải đối mặt với nhiều vấn đề, phải đối mặt với những sai lầm và khiếm khuyết của bản thân đang cản đường chúng ta. Để thành công, chúng ta phải đương đầu với thực tế, đặc biệt là những thực tế khắc nghiệt mà chúng ta hoàn toàn không muốn nó là sự thật. Lúc đầu, nhìn vào những thực tế khắc nghiệt này đã gây cho tôi rất nhiều nỗi đau. Nhưng tôi biết rằng, những nỗi đau này chỉ là tâm lý. Và khi tôi nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Tôi đã xem các vấn đề như các câu đố có thưởng nếu tôi có thể giải được chúng. Suy nghĩ tích cực sẽ giúp tôi giải quyết những vấn đề xảy ra với mình và nó sẽ cho tôi những nguyên tắc để xử lý những vấn đề tương tự trong tương lai. Tôi đã học cách coi nỗi đau như là một cơ hội học tập tuyệt vời đang ở trong tầm tay. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng nỗi đau cộng với sự nhìn nhận lại vấn đề tương đương với sự tiến bộ. Thiền là thứ rất hữu dụng trong việc giúp tôi nhìn nhận mọi thứ theo cách đó. Tôi nhận thấy rằng khi tôi bình tĩnh lại, đối diện với thực tại và xử lý những vấn đề xảy ra, phần thưởng mang lại cho tôi đó là niềm vui và nỗi đau cũng mờ dần. Mỗi người chúng ta đều có khả năng riêng để suy nghĩ một cách hợp lý, nhìn nhận lại bản thân và hoàn cảnh của chính mình rồi định hướng đi giúp mình tiến bộ hơn. Để làm tốt điều này, chỉ là cần tuân theo quy trình 5 bước đơn giản. Trong tập 3, chúng ta sẽ khám phá quy trình đó là gì và cách sử dụng nó. Chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc nhìn nhận nghiêm túc sau khi trải qua nỗi đau. Khi tôi làm điều này, tôi thường có thể khám phá ra các nguyên tắc sẽ giúp tôi không lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai. Và tôi có thể thấy rằng thành công chỉ đơn giản bao gồm 5 bước. Bước 1 là xác định mục tiêu của bạn và theo đuổi chúng. Điều gì là tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào bản chất của bạn. Vì vậy, bạn cần thật sự hiểu bản thân và biết chính xác những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống. Bước 2 là đương đầu với những vấn đề cản trở bạn đạt được mục tiêu. Những vấn đề này thường có xu hướng gây đau đớn về mặt tâm lý. Nếu xử lý không tốt, một số trong chúng có thể hủy hoại bạn. Nhưng để phát triển, bạn cần xác định những vấn đề đó và phải vượt qua chúng. Bước 3 là chẩn đoán những vấn đề này để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của chúng. Đừng nhảy quá nhanh vào các giải pháp. Hãy lùi lại một bước và suy ngẫm để thực sự phân biệt giữa các triệu chứng và bệnh tật. Bước 4 là thiết kế một kế hoạch để loại bỏ các vấn đề. Đây là nơi bạn sẽ xác định những gì bạn cần làm để có thể vượt qua chúng. Và bước 5 là thực hiện những gì ghi trong bản thiết kế đó, thúc đẩy bản thân
làm những gì cần thiết để tiến tới mục tiêu của bạn. Một cuộc sống thành công, về cơ bản là thực hiện lặp đi lặp lại 5 bước này. Đây là sự tiến hóa thuộc về cá nhân bạn, và bạn có thể thấy quá trình này diễn ra ở khắp mọi nơi. Đó chỉ là một quy luật của tự nhiên. Hãy nghĩ về bất kỳ sản phẩm, bất kỳ tổ chức hoặc bất kỳ người nào bạn biết, và bạn sẽ thấy rằng điều này là đúng cho tất cả. Sự tiến hóa chỉ đơn giản là một quá trình thích nghi hoặc chết. Về mặt khái niệm, nó trông giống như quá trình 5 bước tôi đã mô tả. Khi bạn vượt qua quá trình đau đớn này nhiều lần, bạn sẽ tự nhiên ngày càng đạt được mức độ cao hơn của thành công. Tôi đã nhận thấy rằng khi tôi thực hiện quy trình này tốt hơn, cuộc đấu tranh của tôi vẫn chưa bao giờ trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì khi tôi ngày càng trở nên tốt hơn, thì tôi cũng sẽ nhận thêm nhiều thử thách khó khăn tương xứng. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Hầu hết mọi người không thể làm tốt cả 5 bước. Không phải đối mặt với thực tế này, có nghĩa là bạn có thể đi xa hơn mức bạn có thể. Và khi bạn lên càng cao thì bạn sẽ ngã càng đau. Đôi khi những điều khủng khiếp xảy ra với tất cả chúng ta trong cuộc sống. Chúng có thể hủy hoại chúng ta, hoặc chúng có thể cải thiện sâu sắc chúng ta. Đó là tùy thuộc vào cách chúng ta xử lý chúng. Một số điều như thế đã xảy ra với tôi vào năm 1982. Trong tập 4, tôi sẽ cho bạn biết những gì đã xảy ra và những bài học tôi đã học. Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi gặp thất bại. Dù chúng ta có thoát ra khỏi những điều tồi tệ này hay không, thì việc tiếp tục tiến lên hoặc tiếp tục rớt xuống dưới, đó là tùy thuộc vào việc chúng ta có sẵn sàng đối mặt với thất bại một cách khách quan hay không. Và quan trọng là phải đưa ra quyết định đúng đắn để thoát khỏi vòng xoáy đang kéo chúng ta xuống. Một điều khủng khiếp đã xảy ra với tôi vào năm 1982, khi tôi đã đặt cược mọi thứ vào một cuộc khủng hoảng kinh tế mà đã không bao giờ đến. Giai đoạn từ năm 1979 và 1982 là một trong những giai đoạn biến động bất thường đối với nền kinh tế toàn cầu và đối với tôi. Khi đó, tôi đã tin rằng nền kinh tế Hoa Kỳ cùng với nền kinh tế thế giới gắn liền với nó đang hướng đến một cuộc sụp đổ. Quan điểm này đã gây ra nhiều tranh cãi. Tôi đã muốn một món hời lớn và được mọi người biết đến từ sự kiện này nếu nó xảy ra. Vì vậy, tôi đã đặt cược tất cả cho nó và đã phạm sai lầm. Một sai lầm chết người. Sau một thời gian trì hoãn, thị trường chứng khoán đã bắt đầu tăng trưởng mạnh, kéo dài 18 năm. Và nền kinh tế Hoa Kỳ đã tận hưởng thời kỳ tăng trưởng lớn nhất trong lịch sử. Trải nghiệm này giống như một cú đánh vào đầu tôi với cây gậy bóng chày. Tôi đã phải cắt lỗ để công ty của tôi, Bridgewater, đã chỉ còn lại một nhân viên duy nhất, đó chính là tôi. Tôi đã phải vay $4,000 từ cha tôi để trả các hóa đơn của mình. Điều tồi tệ nhất đó là để những người tôi quan tâm rất nhiều phải ra đi. Tôi tự hỏi, liệu tôi có nên từ bỏ giấc mơ tự làm việc cho bản thân và chơi an toàn với một công việc làm thuê cho ai đó, người mà yêu cầu tôi phải đeo cà vạt và đi làm mỗi ngày. Mặc dù đã nghĩ tới điều đó, nhưng đối với tôi, chấp nhận ít rủi ro hơn có nghĩa là có một cuộc sống ít tuyệt vời hơn. Phạm sai lầm, đặc biệt là sai lầm mà cả cộng đồng đều biết, đó thực sự là rất xấu hổ và đau đớn. Tôi vẫn bị sốc và xấu hổ vì sự kiêu ngạo của mình khi hoàn toàn tự tin vào một góc nhìn hoàn toàn không chính xác. Mặc dù tôi đã có nhiều quyết định đúng hơn là sai, nhưng tôi đã để một vụ cá cược xấu xóa đi tất cả những điều tốt đẹp của mình. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về mối quan hệ giữa rủi ro và phần thưởng và cách quản lý chúng. Nhưng tôi đã không thể tìm thấy một con đường nào mang lại cho tôi những phần thưởng tôi muốn mà không phải chấp nhận rủi ro. Đây là trải nghiệm xảy ra với tất cả mọi người. Nó cũng sẽ xảy ra với bạn. Bạn sẽ mất một cái gì đó, hoặc một người nào đó mà bạn nghĩ rằng bạn không thể sống thiếu họ. Hoặc bạn sẽ phải chịu một căn bệnh hoặc chấn thương khủng khiếp, hoặc sự nghiệp của bạn sẽ sụp đổ trước mắt bạn. Bạn có thể nghĩ rằng cuộc đời của bạn bị hủy hoại và không còn cách nào để đi tiếp. Nhưng tất cả rồi sẽ trôi qua như dòng sông vẫn chảy thôi. Tôi đảm bảo với bạn rằng luôn có một con đường tốt nhất phía trước và có lẽ bạn chưa nhìn thấy nó.
Bạn chỉ cần suy ngẫm thật kỹ lại những vấn đề đã xảy ra để tìm thấy nó. Bạn phải đương đầu với thực tại của bạn. Trong tập 5, tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào thực tại hoạt động và làm thế nào để đối phó với nó tốt nhất. Đôi khi những điều xảy ra thật khó hiểu. Cuộc sống thường khắc nghiệt và phức tạp. Có quá nhiều thứ ập tới cùng một lúc. Nỗi đau sâu sắc đã khiến tôi suy ngẫm nghiêm túc lại hoàn cảnh của mình. Nó cũng khiến tôi suy ngẫm về thiên nhiên. Bởi vì những quy luật tự nhiên có thể hướng dẫn cho chúng ta về điều gì là đúng đắn. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách mọi thứ vận hành. Điều này đã thúc đẩy tôi và hoàn cảnh của riêng tôi tới một góc nhìn khách quan hơn. Tôi nhận thấy rằng sau vụ nổ Big Bang, tất cả các định luật và lực tác động do vũ trụ tạo ra đều tương tác với nhau như một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu. Trong đó, tất cả các bộ phận được ghép lại thành các cỗ máy hoạt động trong một thời gian, sau đó sẽ tan vỡ và rồi lại hợp lại thành những cỗ máy mới. Điều này xảy ra với mọi thứ. Tôi thấy rằng tất cả mọi thứ giống như một cỗ máy, từ cấu trúc và sự phát triển của các thiên hà, sự hình thành hệ mặt trời, cấu trúc địa lý và hệ sinh thái của trái đất, nền kinh tế và thị trường. Và ngay chính bản thân mỗi người chúng ta cũng là những cỗ máy được tạo thành từ những cỗ máy khác nhau. Chẳng hạn như hệ tuần hoàn, hệ thần kinh tạo ra suy nghĩ, ước mơ, cảm xúc và tất cả các đặc điểm riêng biệt của từng người. Tất cả những cỗ máy khác nhau này cùng nhau phát triển theo thời gian để tạo ra thực tại mà chúng ta gặp mỗi ngày. Và tôi nhận ra rằng tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong cỗ máy đang cần quyết định tôi nên làm gì. Mặc dù quan điểm đó nghe có vẻ giống triết học, nhưng tôi lại thấy nó rất thực tế. Bởi vì nó cho tôi biết làm thế nào tôi có thể đương đầu với thực tại của mình theo cách tốt hơn. Ví dụ, tôi quan sát thấy rằng hầu hết mọi thứ xảy ra lặp đi lặp lại theo những cách chỉ khác biệt đôi chút. Một số diễn ra trong các chu kỳ ngắn hạn rõ ràng và rất dễ nhận ra để chúng ta biết cách đối phó với chúng. Chẳng hạn như một ngày có 24 giờ. Một số khác lại hiếm khi xảy ra hoặc chưa từng xuất hiện trong một đời người. Vì thế, chúng ta bị sốc khi chúng xảy ra, chẳng hạn như một cơn bão 100 năm mới có một lần. Và một số thì chúng ta đã biết nó tồn tại nhưng chưa từng gặp, chẳng hạn như sự ra đời của đứa con đầu lòng. Hầu hết mọi người thường mắc sai lầm trong những tình huống có thể chỉ xảy ra duy nhất một lần trong cuộc đời. Chúng ta thường đối phó với những tình huống đặc biệt này mà không có một quan điểm rõ ràng hay một nguyên tắc đúng đắn để giúp bản thân vượt qua chúng. Tôi nhận thấy rằng thay vì xử lý các sự kiện này như là một tình huống phát sinh, tôi có thể xem những tình huống này chỉ là một trong những kiểu sự kiện cụ thể nào đó và tiếp cận chúng theo cách mà một nhà sinh vật học có thể tiếp cận một loài động vật. Đầu tiên, cần xác định loài của nó. Sau đó, dựa trên các nguyên tắc để đối phó với nó thích hợp. Tôi có thể thấy được những sự kiện này diễn ra lặp đi lặp lại theo nhiều cách giống nhau. Tôi có thể thấy rõ ràng các mối quan hệ nhân quả trong các sự kiện xảy ra. Điều này đã cho phép tôi phát triển các nguyên tắc tốt hơn mà tôi có thể diễn đạt bằng cả từ ngữ lẫn thuật toán. Tôi đã học được rằng, trong khi hầu hết mọi người đều mong đợi tương lai sẽ là một phiên bản sửa đổi một chút của hiện tại, nhưng thực tế nó thường xảy ra rất khác. Đó là bởi vì mọi người thường có xu hướng chỉ nhìn lại lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn gần đây và thường bỏ qua các sự kiện đã không xảy ra trong một thời gian dài. Thậm chí là các sự kiện này đã không xảy ra trong cuộc đời của họ, nhưng chúng sẽ xảy ra một lần nữa. Tôi có thể sử dụng kiến thức mới của mình về các mô hình này để đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai. Và khi tôi nghĩ về thử thách của mình để cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng, tôi nhận ra rằng rủi ro và phần thưởng tự nhiên đi cùng nhau. Tôi có thể thấy rằng để có được cuộc sống tốt nhất, người ta phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Biết cách cân bằng rủi ro và phần thưởng là điều cần thiết để có một cuộc sống tốt nhất có thể. Hãy tưởng tượng bạn đang phải đối mặt với sự lựa chọn giữa một cuộc sống an toàn nhưng nhàm chán và một cuộc đời tuyệt vời nếu bạn chấp nhận rủi ro để vượt qua một khu rừng nguy hiểm. Đó là sự lựa chọn cần thiết mà tất cả chúng ta phải đối mặt. Đối với tôi, sự lựa chọn rất rõ ràng. Nhưng điều đó không có nghĩa là con đường phía trước không có thử thách.
tôi vẫn cần phải đối mặt với hai rào cản lớn mà tất cả chúng ta phải đối mặt. Trong tập 6, tôi sẽ chia sẻ một số kỹ thuật vô giá mà tôi đã học về cách thực hiện điều đó tốt nhất. Tôi không thể nói cho bạn biết con đường nào là tốt nhất cho bạn, bởi vì tôi không biết được mục tiêu của bạn lớn như thế nào. Điều này có liên quan tới những rủi ro mà bạn có thể gặp phải và sự quyết tâm của bạn để đạt được những mục tiêu này. Đây chính là sự can đảm mà tôi đã nói trong tập 1. Mỗi chúng ta phải tự mình cảm nhận những điều này. Sau sai lầm lớn trong việc đặt cược vào cuộc khủng hoảng kinh tế, tôi đã đi đến một ngã rẽ phải lựa chọn con đường nào để đi tiếp cho cuộc đời mình. Nếu tôi lựa chọn nhận một công việc bình thường và sống an toàn, tôi có thể đã có một cuộc sống rất khác bây giờ. Nhưng miễn là tôi có thể trả tiền thuê nhà, đặt thức ăn lên bàn và giáo dục con cái, lựa chọn duy nhất cho tôi, đó là mạo hiểm băng qua khu rừng để theo đuổi ước mơ về cuộc sống tốt nhất có thể. Sai lầm lớn của tôi khi đặt cược vào cuộc đại suy thoái đã cho tôi biết nỗi sợ của việc phạm sai lầm. Nói một cách khác, nó mang lại cho tôi sự khiêm tốn sâu sắc. Đó chính xác là những gì tôi cần. Và điều quan trọng là nó không thể ngăn cản tôi theo đuổi những thứ tôi muốn. Để thành công, tôi cần nhìn thấy nhiều hơn, rộng hơn và ở nhiều góc nhìn khác nhau hơn là chỉ theo quan điểm của mình. Nhưng để thực hiện được điều đó, luôn có hai rào cản lớn nhất mà mọi người đều phải đối mặt. Đó chính là cái tôi và điểm mù của mỗi người. Hai rào cản này tồn tại là do cách bộ não của chính chúng ta hoạt động. Đầu tiên, hãy khám phá rào cản cái tôi. Khi tôi đề cập đến rào cản cái tôi của bạn, tôi đang nói về những phần trong bộ não của bạn ngăn bạn thừa nhận điểm yếu của mình một cách khách quan để bạn có thể tìm ra cách đối phó với nó. Những mong muốn và nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của bạn nằm trong vùng não kiểm soát cảm xúc. Vùng não này luôn có xu hướng ngăn cản những nhận thức bằng lý trí của bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta thường có xu hướng muốn tin ý kiến của mình là đúng nhất. Nhu cầu thích thể hiện này còn cao hơn cả nhu cầu mong muốn tìm hiểu sự thật bằng cách kiểm tra thông tin. Chúng ta đặc biệt không thích nhìn vào những sai lầm và điểm yếu của chính mình. Chúng ta có xu hướng phản ứng theo bản năng khi khám phá những sai lầm và điểm yếu của mình như thể chúng là các cuộc tấn công. Chúng ta có xu hướng tức giận, mặc dù sẽ hợp lý hơn khi chúng ta cởi mở hơn với phản hồi từ người khác. Phản ứng này sẽ dẫn đến việc chúng ta đưa ra các quyết định tệ hơn, học hỏi được ít hơn và dễ rơi vào tình trạng thiếu năng lực. Rào cản thứ hai là điểm mù. Mọi người đều có những điểm mù. Rào cản điểm mù là khi một người tin rằng mình có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng thực tế, đơn giản là không ai có thể nhìn thấy một bức tranh hoàn chỉnh về thực tại. Theo lẽ tự nhiên, mọi người không thể đánh giá cao những gì họ không thể nhìn thấy. Mỗi người sẽ giỏi về một số lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như ca hát, tính toán hoặc vẽ vời, v.v. Các lĩnh vực khác nhau có góc nhìn và hiểu biết mọi thứ khác nhau. Ví dụ, trong khi một số người giỏi hơn khi nhìn thấy bức tranh lớn, thì những người khác lại nổi trội hơn khi nhìn vào từng chi tiết. Một số là những người suy nghĩ thẳng thắn và những người khác lại lòng vòng hơn. Trong khi một số là người sáng tạo nhưng không thực tế, những người khác lại thực tế nhưng lại không sáng tạo, v.v. Bởi vì bộ não của mỗi người được kết nối khác nhau, nên mọi người đều cảm nhận thế giới xung quanh theo cách khác nhau. Mọi thứ đến với chúng ta một cách tự nhiên mà không xét đến những điểm yếu của mỗi người, và rồi chúng ta sẽ vấp ngã. Hoặc là chúng ta tiếp tục làm theo cách cũ, hoặc là chúng ta thay đổi. Aristotle đã định nghĩa bi kịch là kết cục tồi tệ có nguồn gốc từ điểm yếu chí mạng của mỗi người. Nhưng một điểm yếu khi đã được cải thiện có thể dẫn đến một kết quả tuyệt vời. Theo tôi, hai rào cản này là những trở ngại chính đã cản trở việc đưa ra những quyết định đúng đắn. Nỗi sợ tái phạm sai lầm của tôi đã cho tôi sự cởi mở triệt để mà tôi cần, và điều đó đã thay đổi mọi thứ. Trong tập phim tiếp theo, tôi sẽ cho bạn biết mở rộng tâm trí là như thế nào. Chấp nhận rủi ro và đôi khi bị hủy hoại là không thể chấp nhận được, nhưng không chấp nhận rủi ro sẽ không có được kết quả phi thường. Tôi cần có một cách tiếp cận mang lại cho tôi sự tiến bộ lớn, mà không phải nhận quá nhiều rủi ro.
Khi tôi phát hiện ra điều này, nó đã trở thành chiến thánh của tôi. Để có được nó, tôi cần thay thế niềm vui chứng minh là mình đúng bằng niềm vui học hỏi điều gì là sự thật. Mong muốn này đã thôi thúc tôi tìm kiếm những người có quan điểm khác với tôi. Tôi không quan tâm đến kết luận của họ, tôi chỉ muốn nhìn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của họ. Và ngược lại, để họ nhìn thấy mọi thứ thông qua mắt của tôi, để rồi cùng nhau, chúng ta có thể băm nhỏ mọi thứ để khám phá ra điều gì là đúng đắn. Nói một cách khác, điều tôi muốn nhất ở họ chính là sự bất đồng quan điểm trong chừng mực. Bằng việc quan sát mọi thứ với nhiều góc nhìn khác nhau, tôi đã chuyển từ việc nhìn mọi thứ chỉ với màu trắng và đen thành một bức tranh có nhiều màu sắc hơn. Thế giới bỗng dưng sáng bừng lên. Đó cũng chính là lúc tôi đã nhận ra rằng con đường tốt nhất để vượt qua khu rừng của cuộc đời là đi cùng với những người đáng tin cậy và có cách nhìn nhận mọi thứ khác với tôi. Hãy suy nghĩ về quy trình 5 bước mà tôi đã mô tả trong tập phim trước. Như tôi đã nói, bởi vì bộ não của chúng ta được kết nối rất khác nhau, không phải ai cũng có thể làm tốt cả 5 bước này, nhưng bạn không cần phải làm tất cả chúng một mình. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người khác, những người mà có những điểm mạnh mà bạn không có. Tất cả những gì bạn cần làm là bỏ đi cái tôi của mình để có được câu trả lời đúng đắn cho bản thân, đồng thời vận dụng nỗi sợ hãi thất bại để trở nên cởi mở hơn với những quan điểm của người khác. Bằng cách này, bạn có thể nhìn ra những rủi ro và cơ hội mà một mình bạn không thấy được. Tôi thấy rằng việc áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn cởi mở tâm trí này và thực sự lắng nghe suy nghĩ của những người đáng tin cậy đã giúp tôi tăng khả năng đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Điều này đã giúp tôi vươn lên đến tầm cao hơn và có những thử thách lớn hơn. Trước đây, tôi đã luôn muốn làm những gì mà bản thân tôi nghĩ là tốt nhất. Nhưng bây giờ, tôi đã tìm ra những nhà tư tưởng độc lập giỏi nhất mà tôi có thể tìm thấy và tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Không có gì tốt hơn khi làm nhiệm vụ chung với những người phi thường, những người trung thực và hoàn toàn minh bạch với nhau. Phương pháp này đã giúp tôi thành lập một công ty với đội ngũ nhân viên độc đáo, hoạt động theo cách độc đáo và tạo ra những thành công độc đáo. Với ý tưởng đóng góp vì một mục tiêu chung, bạn có được những điều tốt nhất từ mọi người. Mọi người suy nghĩ độc lập, sau đó chúng tôi làm việc thông qua những bất đồng của nhau để tìm ra điều gì là tốt nhất. Tuy nhiên, không phải mọi ý kiến đều có giá trị như nhau. Chúng tôi đã phải học cách phân biệt giữa ý tưởng tốt và ý tưởng tồi để có được quyết định tốt nhất. Nói cách khác, chúng ta cần ý kiến của những người đáng tin cậy. Nhưng đó là một câu chuyện khác, tôi sẽ giải thích trong các nguyên tắc làm việc của tôi. Ngay bây giờ, có rất nhiều cơ hội tuyệt vời và rủi ro nguy hiểm xung quanh mà bạn vẫn chưa nhìn thấy. Nếu bạn đã thấy chúng mà không bị biến dạng bởi cái tôi hoặc điểm mù của bạn, bạn sẽ có thể đối phó với chúng hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu bạn có thể đạt được khả năng này, cộng với việc luyện tập thường xuyên, bạn sẽ hoàn toàn cải thiện cuộc sống của mình. Trong tập 8, tôi sẽ kết thúc cuộc hành trình ngắn của chúng ta cùng với một vài kinh nghiệm thực tế, để bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình của riêng bạn, hướng tới bất cứ điều gì mà bạn mong muốn. Cho đến nay, tôi đã mô tả làm thế nào để đối đầu với thực tại, thử thách, sai lầm và điểm yếu của chính mình, và làm thế nào để tôi kết hợp bản thân mình với những người có thể làm tốt hơn tôi ở nhiều việc. Đây là cách hiệu quả nhất mà tôi phát hiện ra để có được những quyết định tuyệt vời. Đây không phải là cách sống bình thường, nhưng thông qua cách tiếp cận này, tôi đã trở nên rất thành công. Và thành công đã tạo cơ hội cho tôi gặp những người cực kỳ thành công và nhìn thấy những điều mà họ nghĩ. Tôi đã phát hiện ra rằng hành trình của họ tương tự như của tôi. Bạn có thể không biết điều đó, nhưng tất cả họ đều đã đấu tranh và tất cả họ đều có điểm yếu. Tất cả họ đều được hỗ trợ bằng cách làm việc với những người có thể nhìn thấy rủi ro và cơ hội mà họ sẽ bỏ lỡ. Theo thời gian, tôi đã học được rằng, về bản chất, hầu hết các điểm mạnh nhất của mọi người cũng được kết nối với các điểm yếu nhất của họ. Và khi phấn đấu hết mình cho những điều lớn lao, nhất định sẽ dẫn bạn đến những thất bại đau đớn. Đó chỉ là một phần của quá trình. Những thất bại như vậy sẽ kiểm tra năng lực bạn. Chúng phân loại mọi người. Một số người suy nghĩ kỹ về những gì đã gây ra thất bại của họ,
rút ra bài học kinh nghiệm và tiếp tục tiến tới mục tiêu của họ, trong khi những người khác quyết định rằng trò chơi này không dành cho họ và rời khỏi sân. Tôi đã nhận ra rằng thành công không phải là vấn đề đạt được mục tiêu cuối cùng của mỗi người. Tôi cảm thấy rằng khi tôi đạt được mức độ tiến bộ cao hơn là tôi thật sự hài lòng. Những điều chúng ta phấn đấu chỉ là mồi nhử. Đấu tranh để có được chúng buộc chúng ta phải tiến hóa. Và chính cuộc đấu tranh để tiến hóa bản thân của chúng ta so với những người khác, đó chính là phần thưởng. Tôi không còn muốn vượt qua rừng rậm, mà thay vào đó muốn tìm kiếm những thách thức lớn hơn và lớn hơn để thực hiện, sau đó cùng với những người tuyệt vời trên cùng một cuộc hành trình. Cuối cùng, sự thành công và hạnh phúc của những người bên cạnh tôi trở nên quan trọng hơn thành công của chính tôi. Tôi cũng bắt đầu nhìn xa hơn bản thân mình và mong muốn những người khác trở nên thành công khi tôi không còn ở đây nữa. Tôi nhận ra rằng nếu tôi thất bại trong việc đó, tôi sẽ thất bại. Tôi đang đấu tranh với điều đó ngay bây giờ. Tất cả chúng ta đấu tranh với những thứ khác nhau tại những thời điểm khác nhau cho đến khi chúng ta chọn từ bỏ hoặc cho đến khi chúng ta chết và trở thành một phần của câu chuyện tiến hóa lớn hơn. Đây là cách tất cả các cỗ máy hoạt động và được tái chế theo thời gian. Khi một cỗ máy bị hỏng, các bộ phận của nó sẽ quay trở lại hệ thống để trở thành bộ phận của những cỗ máy mới mà cũng phát triển theo thời gian. Đôi khi, điều này làm cho chúng ta buồn vì chúng ta đã rất gắn bó với cỗ máy của mình. Nhưng nếu bạn nhìn nó từ một cấp độ cao hơn, thật sự tuyệt vời khi quan sát cách thức cỗ máy mới hoạt động. Bây giờ, bạn phải tự quyết định cách bạn sẽ phát triển. Hãy quên đi những nguyên tắc này đến từ đâu. Chỉ cần đánh giá xem chúng có hữu ích với bạn hay không và phát triển chúng phù hợp với nhu cầu của bạn. Giống như tất cả các quyết định trong cuộc đời, những gì bạn làm với chúng đều tùy thuộc vào bạn. Hy vọng duy nhất của tôi dành cho bạn đó là bạn có đủ can đảm để đấu tranh và phát triển tốt để làm cho cuộc sống của bạn tuyệt vời nhất có thể. Cảm ơn và tạm biệt. Tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau. Hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.